cầu cứu cho người ta gì kia, tự nhiên nói xấu người ta, đúng không? Đúng đúng rồi. Đúng ở rồi. Đâu cũng phải, phải đi làm tiền hết trơn. Chị giờ giờ mình có con đông thì không có tiền, xin lên xin 50 triệu 20 triệu hoặc cộng đồng mạng á cho tiền, em ở trung tỉnh em lo cho con á chị, người ta không cho tiền, nói xấu người ta vậy, đúng không? Đúng đúng. Trời, em với mấy người bạn đây nè, ai ở đâu mình cũng sống ở trong cái khổ đi ra đi làm mới có, hoặc là có con đông của mình giờ không có làm được ở nhà nuôi con, mình xin cộng đồng mạng cho mình gửi lên 5.000, 10.000 một người, cộng đồng mạng Việt Nam cả thế giới không có cho mình được không 50 triệu 30 triệu, sao mà nói xấu người đúng ta trắng trợn, nói xấu người ta trắng trợn vậy, chơi lỗ đít giờ đứa nhỏ kia đưa lên chồng nó kêu lại nhà chơi. Trời, em nghe mà hôm nay cái Facebook của em nó bị gớt, cái Facebook mình gớt bây giờ. Bạn em lại nè, em kêu bạn em giờ họp mặt nói nè, em tức cái sao em có Facebook của em, có Zalo của anh Hải nè. Trời ơi, thôi thôi ha, em có hai đứa con nè, mà em có hai đứa con Việt Nam, em có hai thằng trai 21 tuổi nha, một thằng 23 tuổi, chồng em thương đội đầu luôn, ở nhà không đi làm gì, chồng em lo cho em. Người ta cứ được một cô, anh biết là người Trung Quốc bên này nó không có đàn bà, nó không cứ được vợ, người ta cứ vợ ta thương cỡ nào mà nói xấu người ta cỡ. Nói xấu, anh đưa em lên đi, nói xấu thôi. Còn những đứa nào kêu cứu á, anh đừng cứu. Ông cứu vô. Nó bỏ gốc bên này nè. Rồi. Gái Việt Nam mà mùi lắm anh ơi. Không phải em xin lỗi, có người chứ phải là em không vơ được có đắm. Đúng, đúng nhưng rồi. Mà đa số. Em xin lỗi. Đúng đúng rồi, em nói đúng, em nói đúng không sai, em nói đúng sai. Có đứa nó lấy ba chồng rồi mà nó kêu anh cứu, cứu gì nữa. Lấy ba chồng rồi. Em xin lỗi, em vơ đủ cái nắng chứ mà đa số bỏ đúng con cơ trong gấp, biết là như nó con nó còn bỏ mà nó không hơi hớn gì, mà nó hơi hớn gì. Yeah. Em nói anh đưa em lên, anh đưa em lên, em nói cho anh nghe, đừng nói qua đây. Còn hỏi em coi cái đít kìa, ông già chồng chơi đồ này kia, không có đâu anh, đừng có nghe. Anh đừng có nghe. Làm gì có. Bây giờ nè, bạn bè em nè, họp mặt cái đây nói nè, nhậu đây nè. Rồi. Việt Nam nè. Anh biết mà. Anh cứ rồi. Em xin lỗi phơ đồ cá nắm nhưng mà em nói đúng rồi. Mình gái Việt Nam. Em đúng sai, em nói đúng. À, mấy người cứu về anh thấy là giúp nó đã là về, nó đã về thành Bình Dương, về thành phố Hồ Chí Minh. Điện anh ra đón anh ngạnh trời không thấy về, không biết về đã rồi không đón. Chỉ kỳ cho nó gì xe đã rồi kia nó im nấy luôn. Nó không cảm ơn một lời nữa, nó trốn luôn. Nó chặn Zalo mình luôn. Thôi anh ơi, em nói nè, để tiền nó cứu giúp những người mà giúp đỡ những người lớn tuổi nè, những người tật nguyền đó, như đồ trong máy ấm á. Em gửi cho Hương mà cứu, em gửi trong máy ấm không? Em gửi tiền toàn là trong máy ấm không? Người đi xin nhưng mà em cứu không gửi, xin còn lừa gạt nữa mà. Đúng rồi, đúng rồi. Em, đúng rồi. Anh hỏi anh Tấn, nè, anh Tấn có em có Zalo của anh Tấn, anh hỏi anh Tấn biết em. Giúp đỡ những người lớn tuổi này, dưới vô máy ấm mình giúp đỡ còn đi xin miễn bàn luôn rồi, đi xin miễn bàn luôn rồi. Còn những người bên Trung Quốc này bây giờ kêu cứu anh hỏi đi, cho anh đăng lên cho nó nhục luôn rồi. Cho dòng họ nó nhục luôn. Tại vì anh biết sao không, thời buổi bây giờ á, nếu mà Trung Quốc với Việt Nam mình, nếu mà những người mà nói bị gạt hay qua đây á, là nó có cái cách nó về hết á, rồi trừ khi nó gạt thôi. Đúng gạt rồi á, còn đồng tiền đó anh để lo cho mấy ấm đi, lo rồi, cho rồi. Những trẻ mồ côi hai mấy bà của em đây nè, chồng thương ha, một ngày mình nhịn ăn sáng nhiều 10.000, mình ăn 5.000 thôi, còn cho trong mấy ấm nuôi những đứa trẻ mồ côi. Rồi, ghi nhận, anh ghi nhận. Em qua Trung Quốc lâu chưa? Em qua Trung Quốc lâu chưa? Em qua đây 6 năm rồi. Em 6 năm rồi. Em 6 năm rồi nè. Đây 9 năm rồi nè. Mẹ em được mấy cháu rồi. Dạ em được thằng trai bây giờ nó đi học lớp 1 rồi. Rồi chúc mừng em. Em có 2 đứa con bên đây rồi. Còn 2 thằng con ở bên Việt Nam nữa. 4 đứa. Em 4 đứa. Anh đừng có nghe lời ai mà bên Trung Quốc thì kêu cầu cứu, là anh đừng có cầu cứu. Rồi anh anh giáo bộ anh nói đăng lên. Rồi. Anh giáo bộ anh nói rồi sao cho nó nói cho anh hết. Anh đăng lên cho nó nhục mặt. Rồi. Anh đăng lên. Còn đứa nào kêu cứu anh đừng bỏ tiền. Tại vì bây giờ ở Trung Quốc mình với Việt Nam giữa anh em mình nói thôi. Giữa anh em mình nói thôi. Anh nói nha. Anh
cho nó nói sao sao rồi chồng em đối xử không tốt tốt sao anh đưa lên hết. Còn những cái tiền đó, còn những đó, bà con đồng bào mình gửi đó, anh gửi cho mấy ấm, mấy ấm nuôi mấy những đứa coi rồi. Với nói mấy với người già đó, nói chứ bữa hổm này tôi cứu ra chứ đồng bào này đâu, anh bỏ cái cứu ra không à, bà cứu anh giúp mình giúp không à, giúp rồi mười mấy hạt đứa giờ nó về nó không gặp anh luôn đó, nó về nó chắc nó biết rồi, nó nhục rồi, nó không dục gặp cứu chỉ từ cho nó bị xe ra rồi nó cứu một đứa 30-40 triệu rồi cứu về mười mấy đứa cái đứa về để gặp anh, nó cảm ơn, nó cũng không về không ghé, nó đi luôn chặn Zalo anh luôn cứu gì chặn lời. Bữa kia em thấy bên Facebook quá anh với con bé kia nói chuyện nó khóc quá trời, là nó về Việt Nam chưa anh? Về rồi. Ủa về hả? Rồi. Nó ở như Bến Tre hay gì đó, nó mẹ nó trả qua đó. Bến Tre. Em thấy nó khóc quá trời. Bến Tre về rồi. Về rồi. Dạ. Bến Tre. Ờ. Nó qua 4 tháng gì đó mà sao nó khóc quá trời đó. Em cũng không biết. Bến Tre. Rồi một đứa ở Bến Tre với một đứa ở Tây Ninh. Với một đứa mà nó trốn ra giữa phi á. Giữa phi nó là chồng nó dắt về nhà chơi này kia. Coi nó tội tôi sợ. Nói chồng nó dắt bạn nó về nhà chơi nó này kia kìa nọ. Bà thấy tội tại nghĩa sợ không? Tại vì thường nếu mà chồng tốt bên đây á, mình có thể về Việt Nam bình thường. Hoặc cứ đại sứ quán lại nó xử anh luôn. Đúng quá, bây giờ đâu giống hồi xưa đâu. Còn anh biết không? Trời ơi, anh thấy tội luôn. Về Việt Nam bỏ bên đây con ha, có đứa nó sanh hai đứa con nó bỏ về, khổ dữ lắm luôn anh ơi, đứt ruột đứt gan. Giờ con lai Việt Nam mà sanh với Trung Quốc nó biết bao nhiêu. Tại vì anh biết sao không, người Trung Quốc bên đây Nam á, người ta cưới vợ Trung Quốc, còn người ta không có nhiều tiền nên người ta mới cưới vợ Việt Nam, thì đương nhiên anh bỏ số tiền lớn anh cưới vợ Việt Nam thì anh nhân với anh phải thương đúng không anh? Đúng chứ để anh cưới vợ Việt Nam bỏ bao nhiêu tiền mà anh về anh qua đây chúng ta sao được đúng không anh? Đúng rồi, anh cứ đăng lên không? Việt Nam ở người Trung Quốc bên này phải có đi học rồi cưới vợ mới ngang tài ngang sức đó, người ta mới ưng có nhà hơi chứ hơi hơi. Còn nếu mà những người về Việt Nam mà cưới thì họ không mấy gì, nói chung là nó nghèo đó, hơi nghèo, nghèo đó chứ không phải là nghèo. Người ta mới về Việt Nam thì đương nhiên người ta cưới một người về bên đây người ta phải cưng yêu chứ không lẽ đúng, người ta hấp hủi đúng không? Đúng rồi, nghe nói một người nghe nó đâu vậy đúng không? Một người nó về Việt Nam nó tính ra tiền Việt Nam là từ 400 triệu đô lên phải không? Nó bỏ từ 400 triệu đô lên phải không? Không biết chứ thời bây giờ là khoảng là 800, bây giờ là 800 triệu. Thì em không biết mà bữa em thấy anh với con bé kia nó khóc ngang ngang, nó khóc quá trời, nó nói là về nó qua 4 tháng vậy đó, rồi chồng nó làm anh hỏi một đêm bao nhiêu cái, rồi nó nói là 4-5 cái gì đó. Ủa sao kỳ vậy? Cái hai cái cũng le lưỡi rồi đâu 4-5 cái. Đúng rồi. Dễ thương quá. Dễ thương quá, em gái phải không? Gái phải không? Gái. Bữa sau em thấy anh với cái chị nào nói cái gì, cái chị kia nói nè, bây giờ ba mặt một lời xong rồi cái nó hỏi anh tại sao đăng cái TikTok bên TikTok á, người ta ghen, người ta chửi nó quá trời đó. Cái em mới nói với bà này nè, nếu mình làm đúng á, đăng bên TikTok bên đây bên Trung Quốc có làm gì sợ, chứ khi mình làm sai chứ người ta đăng đâu đúng không? Trừ khi người ta làm sai đăng thì mình sợ, còn mình làm đúng thì đăng đi. Đúng sao rồi. Tự nhiên em nghe nói em nghe con bé nó nói sao mà chú đăng bên TikTok bên Trung Quốc chi người ta thấy người ta chửi con quá trời. Em mới nói chuyện với chị này nè, chị đi mới điện cho anh đó. Đúng rồi. Khoa. Một khăm à. Nó nói em có Zalo của anh Hải nè. Tại tức có coi lớp bạn coi tức mấy đứa này nó nói anh biết không, bây giờ con lai bỏ bên đây đứt ruột đứt gan nè, của em nè, chào cho em anh ơi, đứt ruột đứt gan anh ơi, bây giờ nó bỏ nhiều lắm anh ơi, nó bỏ con nhiều lắm, nó bỏ bên đây ha, nó về Việt Nam nó không có lương tiếc luôn, nó bỏ cả ngàn hàng ngàn đứa con lai bên đây đứt ruột đứt gan anh ơi, nó nè anh đăng lên đi, còn những đứa nào kêu cứu anh đưa mức điểm của nó sao giờ anh đăng mặt lên cho nó nhục mặt cho biết rồi. Nhục nó rồi, biết. Rồi bây giờ hôm nay nói chung là chị hai bé này có nhờ đại học sĩ Quỳnh Hải để không hôm nay tôi hứa là rồi dễ thương quá. Em còn dám dắt con em Trung Việt Nam qua đây ở nữa nè. Chào chú. Chào chú. Chào con. Hai đứa
đứa 16 tuổi, con đứa 12 tuổi ở đó là anh biết tại gì không? Cũng không biết làm sao nó, em cũng không rành luôn á thầy luôn. Người ta còn dắt con qua bên đây bảo lãnh từ con bên bên Việt Nam ở nước ngoài ở, hai đứa con gái qua đây nè. Đó. Anh ơi, thôi bây giờ rồi bây giờ nè, không bây giờ anh em cho anh đưa đăng cái clip này lên ha, rồi để dạ. Để anh không bỏ tiền ra cứu những người mà qua là lấy lúc đầu lấy chồng Trung Quốc là lấy tiền rồi mà để lấy tiền nuôi gia đình rồi bây giờ rồi kêu cứu kêu cứu gì nữa không? Dạ. Rồi dạ. Rồi bây giờ bỏ bây giờ Trung Quốc bỏ hàng ngàn đứa con lai bên đây nè, hàng ngàn đứa con lai bỏ bên đây nè. Trời ơi, trốn xong anh cắt điện thoại người ta luôn. Rồi. Anh cứ nói đi. Rồi. Không phải là em quên. Gái Việt Nam mình á, em phải mới gọi đồ nó quá sợ. Rồi. Sợ quá. Rồi, cảm ơn em rồi. Hẹn gặp lại. Tối nay anh đưa là bài lên nha. Dạ. Rồi cảm ơn em. Dạ. Bye. Không cứu mấy người này nữa ha, được không? Chứ dạ. bây giờ một ngày dạ, không, một ngày người ta kêu cứu đi cũng mệt quá, giờ tùy đâu mà bỏ ra mà gì ai cũng ấy ha. Bây giờ đúng rồi, bây giờ là sao mà thầy tối bỏ ra không à, bây giờ sao mấy đó, bây giờ con nói chuyện nghe nè, bây giờ sự việc sao chị ở bên Trung Quốc cho biết gì chị kể cho tôi nghe, sự việc là bây giờ nhiều người họ kêu cứu cứ ngày nào cũng năm mười bữa kêu cứu mà giờ tùy đâu cứu hết tiền xe phụ phần nào thôi. Đúng. Anh ơi, không có đâu. Không có đâu, anh đừng có, anh đừng có vậy. Để tiền giúp đỡ những người mấy người lớn tuổi á. Dạ. Anh để tiền giúp người lớn tuổi nha. Rồi. Rồi giúp mấy người bệnh tật thôi. Chứ mấy người mà còn tay còn chân có giúp đỡ. Rồi. Anh ơi, còn mấy đứa kia mới giúp đỡ hả? Nó bỏ con ghê con gớt rồi, cả hàng ngàn đứa nè, nó về bên Việt Nam á. Rồi. Anh đưa lên, cứ đưa lên. Mua hình lên em lên đi. Còn đứa nào nó Trung Quốc hả? Nó kêu cứu được cứu. Hồi xưa thì có chứ bây giờ không có đâu. Trọng nó đổi. Rồi. Em nói nha. Em nói cho anh nghe là một giúp đỡ nè, giúp đỡ những người nào lớn tuổi nè, chứ cái người bệnh tật thôi. Đây từng những bạn đi. Còn những đứa qua có chồng bên Trung Quốc này hả? Nó đội lên đầu. Em thiệt luôn đó, cưới được con vợ Việt Nam mà đổi. Tại bữa hỏi em coi clip của anh á, thấy con bé nào mà với cái chị nào nói gì ba mặt một lời gì đó. Không có. Cho nên cái em mới kể cho chị em mà nói là vậy đó, rồi em không biết nữa chị. Con nói nè, có cái clip của anh Hải nè, có clip của Hải nè. Coi mà. Đừng có vậy, tại vì em biết không? Trung Quốc nó rất là giàu. Anh tốt cho nó một anh người. Xấu người ta. Như đó. Hồi xưa thì có, hồi xưa thì bắt cóc bán có, bây giờ không có đâu anh ơi. Bây giờ có mẹ chồng với thằng dâu nghe, mẹ chồng nó giấu thì có liên quan gì đâu, bà không tốt chồng mình tốt, bà không, mẹ chồng không có liên quan tới mình chưa á. Còn anh nói cho, em nói cho anh cứ đưa cái clip lên, rồi. Đưa lên đưa Việt Nam coi, đưa Trung Quốc coi luôn. Rồi. Nè nói nè, chị Việt Nam bỏ hàng ngàn đứa con lai bên đây nè. Rồi. Qua đây một năm sanh con xong rồi bỏ, có những đứa sanh 10 đứa 10 ngày cũng đã bỏ con đi về rồi, giờ có những đứa con mình luôn, anh cứ đưa lên rồi bán con mình, đem cho bán con rồi không có con bán con mình luôn, gái Việt Nam mình, em nói với anh luôn hả? Cái sĩ mày, cái mạng anh đưa lên, anh cứ đưa lên, em không có sợ gì hết trơn á. Rồi biết sao vậy? Rồi em đang... hồi nãy giờ có 6 đứa dạ nhắn tin, hồi đó nãy giờ có 6 đứa nhắn tin kêu cầu cứu mà tôi nói thẳng luôn bị xong, bây giờ cầu cứu, tôi nghe nhiều người nói là nó qua bển, nó bỏ chồng, nó lấy chồng khác, lấy mớ tiền làm riết gì á, có đứa lấy chồng này, đúng là hàng quay, đúng rồi, rồi bây giờ cứu nó rồi, hàng quay. Về nó cũng trốn, còn mấy đứa về trốn, tôi kêu nó lại cảm ơn cũng không lại, ha, kêu nó lại cảm ơn cũng không lại nữa. Rất là nhiều người họ, nhiều người đứa nó nói, nhiều đứa nó phản cứu nó rồi, bỏ tiền ra cứu nó rồi, đưa xe cứu nó rồi mà nó vậy, cái mạng mình yếu.